Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Sống Vui Sống Khỏe. Vâng, Sống Vui Sống Khỏe. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới một vấn đề mà có lẽ rất nhiều bà con chúng ta hết sức là quan tâm để ý tới. Và đây là một cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện ăn uống của chúng ta. Thì thưa quý vị, đó là cái trường hợp bệnh gọi là bệnh cao cholesterol, tức là một cái loại chất béo ở trong cơ thể của chúng ta. Thông thường thì người ta vẫn gọi đó là gọi là cao mỡ ở trong máu. Vâng, cao mỡ ở trong máu đó là cái tiếng gọi bình dân là chúng tôi bị cao mỡ ở trong máu. Và như chúng tôi vừa trình bày, đây là một cái đề tài được rất nhiều người lưu tâm tới, là tại vì thông tin, báo chí và ngay cả truyền hình cũng thường nhắc nhở tới cái vấn đề này. Vậy thì câu hỏi thứ nhất mà quý vị có thể nêu ra là cholesterol nó là cái gì? Thì thưa quý vị, cholesterol nó là một cái loại chất béo, nó nằm ở trong máu và trong tế bào cơ thể của chúng ta. Nó là một loại chất béo. Chúng ta nhớ rằng thực phẩm của chúng ta sử dụng thì có chất đạm, chất béo và những cái chất bột. Thì cholesterol là một loại chất béo. Và cái chất béo này, tức là cholesterol, nó là một cái thành phần rất là quan trọng của tế bào và nó tạo ra các cái loại sinh tố, đặc biệt là sinh tố sinh dục. Đồng thời nó cũng tạo ra sinh tố D và những cái mối mật để tiêu hóa những cái chất béo mà chúng ta tiêu thụ. Dù là quan trọng nhưng mà nếu nó có quá nhiều ở trong máu thì thưa quý vị, nó sẽ dính vào trong cái thành động mạch và nó sẽ làm nghẹt cái động mạch. Thành nhân đây là cái lý do mà người ta thường quan tâm, tức là nếu có nhiều cholesterol quá thì nó sẽ dính vào trong cái thành động mạch và nó làm cho cái động mạch đó nó bị nghẹt. Thường thường khi nói đến cholesterol thì ta phải phân biệt ra làm nhiều loại khác nhau và nó có nhiều loại cholesterol khác nhau. Có thể là có những cholesterol ở trong máu của chúng ta, nó lưu hành ở trong máu. Và cholesterol từ thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Thành ra đó là hai cái loại cholesterol chính. Thường thường đó thì thưa quý vị, máu nó chứa 10% các cái cholesterol. Và phần còn lại thì nó nằm ở trong các cái tế bào. Ở trong máu thì cái cholesterol nó không hòa tan ở trong nước được. Thành ra cho nên muốn lưu hành ở trong máu thì nó phải nhờ một cái loại chất đạm nào đó cõng nó đi. Nó không tự nó lưu hành được, nó phải nhờ một chất đạm cõng nó đi. Thành ra vì thế cho nên quý vị thường nghe thấy cái chữ gọi là lipoprotein là vậy, tức là cái lipo là chất béo và cái protein là chất đạm. Nó cõng cái cholesterol để có thể lưu hành ở trong cơ thể của chúng ta. Ở trong máu thì khi làm một cái xét nghiệm, quý vị thấy rằng bác sĩ thường hay nói đến cái HDL là một trong những cái loại cholesterol. Và cái HDL thì nó chuyên chở 20% cái cholesterol ở trong máu, 20% thôi. Và thường thường cái HDL này đó, nó mang cái cholesterol về gan để được loại ra ngoài. Cái cholesterol HDL nó càng cao thì thưa quý vị, nó càng có cái khả năng là giảm cái rủi ro cho bệnh tim càng nhiều. Thế vì thế cho nên thường thường là quý vị cứ hay nghe nói rằng HDL là một cái loại cholesterol tốt trong cơ thể của chúng ta. Còn cái loại cholesterol thứ hai là cái LDL. Thì thưa quý vị, bất cứ một cái xét nghiệm máu nào ở Mỹ cũng như ở Việt Nam thì cái chữ HDL và LDL đó đều được ghi nguyên văn như vậy. Thành ra chúng tôi cứ giữ nguyên để quý vị nhớ. Thế thì cái LDL nó mang 65% cái cholesterol ở trong máu. Cái anh trên kia nó mang có 10% thôi. Thằng này nó mang nhiều hơn 65% cholesterol ở trong máu. Và đặc biệt là cái anh LDL này đó, nó đưa cholesterol tới tế bào và các động mạch. Và vì thế cho nên ở chỗ đó nó gây ra những khó khăn cho cơ thể của chúng ta. Và nếu nó càng cao thì thưa quý vị, cái rủi ro bị bệnh tim càng nhiều hơn. Thành ra vì thế cho nên người ta gọi là cái cholesterol LDL là cái loại cholesterol xấu. Thành ra quý vị nhớ cho LDL là cholesterol xấu là tại vì nó đóng ở trong cái thành động mạch của chúng ta.
Thế ngoài ra thì còn có những cái VLDL thì nó chứa 15% cholesterol ở trong máu và nó do gan sản xuất ra. Và một cái loại khác cũng là một thứ cholesterol mà quý vị thường thấy ở trong cái giấy thử nghiệm của mình là cái triglyceride, cũng là một cái loại lipid ở trong máu. Nhưng mà hai chất này nó không quan hệ nhiều lắm bằng cái HDL với lại cái LDL. Bây giờ xin nhắc hay là xin nói tới cái mức độ, cái level, cái mức độ cái cholesterol ở trong máu của chúng ta. Thì thường thường là chúng ta đo cái total cholesterol, tức là cái cholesterol toàn phần, cả cái cholesterol, thì lý tưởng là dưới 200mg. Trong khoảng từ 200 cho tới 239 thì có thể tạm thời chấp nhận được. Tạm thời chấp nhận được nếu ở cái mức độ này mình tiết chế ăn uống, tức là giảm ăn chất béo cũng như vận động cơ thể, thì nó cũng có thể là chấp nhận được. Nhưng mà nếu ở cái mức độ 240 trên 240 thì trường hợp đó là nó cao cholesterol và cần phải được điều trị. Đến cái LDL là cái loại cholesterol mà mình gọi là cholesterol xấu đó, thì thưa quý vị, lý tưởng là nó dưới 129 hay 130. Mà nếu nó từ 130 đến 159 thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng mà nếu ở cái mức độ 160 tức là nó cao rồi đó. Và quý vị nhớ ra cái LDL nó càng cao thì nó càng gây ra cái bệnh tim mạch nhiều hơn. Còn cái HDL là cái loại cholesterol nó tốt thì nó càng cao càng tốt. Nhưng mà ít nhất là nó cũng phải từ 45mg trở lên. Ít nhất nó cũng phải từ 45mg trở lên. Nếu mà nó ở dưới cái con số này là không tốt, tức là nó có thể gây ra nhiều cái rủi ro cho sức khỏe. Thành ra cái HDL quý vị nhớ cho là ít nhất là phải trên 45mg. Khi nào chúng ta phải thử cái cholesterol, tức là lâu lâu chúng ta phải thử cholesterol coi xem nó cao hay là thấp như thế nào. Là tại vì nếu nó cao thì nó có thể gây bệnh cho cơ thể. Thì trên 20 tuổi và thường thường mỗi 5 năm một lần. Thành ra thưa quý vị, cái thời gian mà chúng ta cần phải thử đó thì nó cũng không có gọi là gần nhau quá. Thì tuy nhiên ở một số những cái trường hợp mà có những cái rủi ro bệnh, thí dụ như là các bệnh tim, như là trường hợp hút thuốc lá hay là mập phì, hoặc là cao huyết áp, hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì thưa quý vị, trong trường hợp này đó thì chúng ta cần phải thử cholesterol nhiều hơn, tức là có thể 1 năm, 2 năm, có thể là gần hơn nữa. Hoặc là trong cái trường hợp mà ở trong gia đình mà có người mắc bệnh tim mạch, tức là có cái rủi ro mắc bệnh tim mạch, và mình cũng có thể có cái rủi ro mắc bệnh đó. Hoặc là những người không chịu vận động cơ thể, tức là sống một cái đời sống tĩnh tại, không có vận động, không có hoạt động, suốt ngày chỉ ngồi coi tivi không mà thôi. Thì thưa quý vị, những trường hợp đó thì chúng ta phải thử cholesterol nhiều. Là trước khi thử thì không nên ăn uống từ khoảng 9 đến 12 giờ trước khi người ta lấy máu, là tại vì nếu không đó thì những cái thành phần của các loại thực phẩm đó nó có thể ảnh hưởng, hay là nó có thể làm thay đổi cái nồng độ chất béo ở trong cơ thể, hay là glucose trong cơ thể. Thành ra chúng ta không nên ăn uống gì trước khi thử máu từ 10 cho tới 12 tiếng đồng hồ. Thế bây giờ quý vị cũng đặt cái câu hỏi rằng thì cái cholesterol đó ở đâu mà có? Thì thưa quý vị, đa số cái cholesterol ở trong cơ thể của chúng ta, trong dòng máu của chúng ta là do giá lá gan của chúng ta nó tiết ra. Do lá gan của chúng ta tiết ra. Cái gan tức là cái bộ phận nó nằm ở phía bên tay phải bụng của chúng ta, thì đa số là do gan tiết ra. Người ta tính ra thì là tới 85% cái cholesterol ở trong máu đó là do gan nó tiết ra. Còn có 15% là từ thực phẩm của chúng ta ăn vào. Nó có một cái điểm đặc biệt là nếu mà chúng ta ăn cái loại thực phẩm nào đó mà nó có nhiều cholesterol thì cái gan nó tự động nó giảm sản xuất cholesterol. Đây là cái hình ảnh nói đến cái nguồn gốc của cholesterol. Thì như chúng tôi vừa trình bày, 80%, 85% cholesterol là do gan nó tiết ra, thì nó tạo ra đây. Đây là cholesterol ở trong máu. Sau đây thì chúng tôi xin trình bày một số những các loại thực phẩm mà trong đó nó có nhiều cái cholesterol. Thực phẩm mà có nhiều cholesterol. Thứ nhất là các loại thịt bò, thịt gà, thịt vịt vân vân, là trong đó có rất nhiều cholesterol trong đó, đặc biệt là những cái phần da của nó.
hoặc là trong kem, trong sữa, trong bơ, trong các loại fromage. Đặc biệt, thưa quý vị, trong gan và trong trứng là những cái món ăn mà nó có nhiều cholesterol. Thế trong số các loại thịt thì thưa quý vị, nó cũng có những cái loại thịt có nhiều cholesterol và cũng có những loại thịt có ít cholesterol. Thí dụ như thịt heo thì quý vị thấy rằng thì nó có khoảng chừng độ 230 đơn vị, trong cái đó thịt cừu thì thưa quý vị, cái cholesterol của nó lại nhiều hơn cả. Thịt bò, thịt heo thì tương đối bằng nhau. Canh gà thì quý vị nó cũng có, cái thỏ nó cũng có, thỏ nó ít cholesterol, có lẽ là tại vì những cái thỏ nó chạy nhiều, thành ra nó tiêu hao đi bớt những cái cholesterol ở trong cơ thể của nó. Thế ngoài ra thì nó cũng có những cái thực phẩm không có cholesterol. Nói chung thì chúng tôi xin nhấn mạnh thế này, là thực vật, rau, trái cây không có cholesterol nhưng mà vẫn có chất béo. Vâng, nó không có cholesterol nhưng mà vẫn có chất béo. Riêng có động vật thì động vật nào cũng có cholesterol tất cả. Thành ra ở thực phẩm như là dầu olive, dầu canola, đậu phộng vân vân, hoặc là những cái dầu dừa, dầu cọ thì không có cholesterol nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày, nó vẫn có chất béo ở trong đó. Và những cái chất béo đó nó có thể làm cho cái LDL, tức là cái cholesterol xấu, nó tăng lên. Rau, trái cây không có cholesterol, chúng ta có thể tự do lựa chọn để làm những cái món ăn. Ở đây thì chúng tôi xin phân tích trong một cái bữa ăn, nếu mà chúng ta ăn một quả trứng, chừng độ 30 gram thịt cá, sữa, một ly sữa và mỡ động vật vân vân để chiên rán đó, thì chúng ta có khoảng chừng độ 36% trứng, 36% cholesterol ở trong trứng, tức là trong trứng nó có nhiều cholesterol. Trong thịt cá thì nó cũng có nhiều cholesterol, trong sữa thì nó cũng có tới 15% cholesterol ở trong đó, và trong mỡ động vật để mà chiên rán, thường thường đó, các món ăn của người Việt chúng ta là chiên rán nhiều, thì trong đó nó cũng có rất nhiều cholesterol ở trong đó. Thành ra trong một cái bữa ăn trung bình đó thì những cái thực phẩm như thế này nó mang cái cholesterol vào trong cơ thể của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta xin đề cập tới cái chuyện gọi là cholesterol nó cao, hypercholesterolemia hoặc là cao cholesterol. Thì như chúng tôi đã trình bày, khi mà cái cholesterol nó cao, ở trong máu nó cao lên trên 200, 300, 400 cho cholesterol, thì nó sẽ bám vào cái thành động mạch và nó gây ra sự cản trở cho cái sự lưu thông của máu, và vì đó nó có thể đưa tới một số những cái rủi ro, thí dụ như là stroke, thí dụ như là heart attack, bệnh của trái tim của chúng ta. Và xin nhấn mạnh rằng cái cao cholesterol này đó, tức là cái mức độ cholesterol ở trong máu nó cao, thì là có thể phòng tránh và điều trị được. Tức là chúng ta có thể ngăn không cho cái cholesterol nó lên cao. Và nếu chẳng may cái cholesterol nó lên quá cao rồi, thì vẫn có cách để mang nó xuống, tức là có thể điều trị được. Nó không có cái dấu hiệu báo trước rằng thì là mình bị cao cholesterol. Thí dụ như là trường hợp mà mình bị đau nhức khớp xương, viêm xương khớp, thì nó cái sự đau nó báo hiệu đằng này trong trường hợp cao cholesterol, thì nó không có cái dấu hiệu hoặc là cái triệu chứng báo trước. Để xác định cái bệnh cao cholesterol thì chúng ta phải thử máu, tức là coi xem cái mức độ của HDL là bao nhiêu, LDL là bao nhiêu, hay là total cholesterol là bao nhiêu. Thế bây giờ mình tìm hiểu coi xem tại làm sao mà nó lại đưa tới cái trường hợp gọi là cao cholesterol. Thì thứ nhất là thưa quý vị, mập phì, cái tình trạng mập phì tức là chất béo, hay là mình ăn nhiều chất béo vào trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta có những cái mỡ ở vùng bụng, chúng ta có những cái mỡ ở vùng mông của chúng ta, rồi đồng thời giữa các cái bộ phận nội tạng nó cũng có chất béo nó nằm ở trong đó. Thành ra ở những người mập phì là thường thường hay bị cao cholesterol. Chúng tôi nhấn mạnh hay là nhắc lại cái điểm này, là có nhiều trường hợp người gầy mà cholesterol cũng vẫn cao, là tại vì trong cái trường hợp đó thì cái lá gan của họ nó sản xuất ra nhiều cholesterol, thành ra mặc dầu gầy nhưng mà cholesterol cũng vẫn có thể cao. Hoặc là những người hút thuốc lá thì thưa quý vị, đây cũng là một cái rủi ro khá quan trọng. Hoặc là trong trường hợp những người ăn uống mà nhiều cái loại thịt đỏ, thịt bò, hay là những cái loại chất béo mà có nhiều chất béo bão hòa, tức là những cái chất béo xấu cho cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt cholesterol cao khi mà chúng ta không có vận động cơ thể,
khi mà chúng ta không vận động cơ thể. Là tại vì nếu mà chúng ta vận động thì cái HDL, tức là cái cholesterol tốt, nó sẽ tăng lên và nó sẽ làm giảm cái cholesterol xấu. Thành ra cái sự vận động rất là quan hệ. Cái rủi ro khác mà có lẽ không ai để ý tới là, thưa quý vị, cái stress. Khi mà chúng ta bị stress, bị căng thẳng tinh thần thì cái gan của chúng ta nó lại sản xuất ra nhiều cholesterol hơn. Thành ra thưa quý vị, cố gắng mà giảm thiểu cái stress đi. Thế ngoài ra thì còn có một số hoàn cảnh rủi ro, tức là cái hoàn cảnh ở trong đó nó có thể đưa tới cao cholesterol. Là nếu mà một người mắc bệnh cao huyết áp hoặc là mắc bệnh tiểu đường thì cái trường hợp cao huyết áp với cái tiểu đường nó sẽ gây ra cái tổn thương cho cái thành động mạch của chúng ta. Và cái chất béo cholesterol nó sẽ bám vào cái thành động mạch đó, nó tạo ra những cái lớp mỡ ở trên thành động mạch đó. Hoặc là trong trường hợp mà trong gia đình có thân nhân, bà con, bố mẹ, anh chị em bị cao cholesterol thì những cái thân nhân liên hệ cũng có thể là bị những cái trường hợp cao cholesterol. Hoặc là một số dược phẩm nó cũng có thể gây ra cái cao cholesterol, đặc biệt là những người mà sử dụng những cái loại thuốc mà gọi là lợi tiểu, tức là trong trường hợp bị cao huyết áp thì thường thường nó có thể uống thêm cái loại thuốc lợi tiểu để mà đưa cái chất lỏng nước ở trong cơ thể ra ngoài, thì nó cũng có thể gây ra cái trường hợp cao cái cholesterol. Bây giờ cái hậu quả của cholesterol là thế nào? Thì thưa quý vị, cái cholesterol với lại những cái chất khác, thí dụ như là tế bào hay là canxi, nó sẽ bám vào cái thành động mạch và nó làm cho cái sự lưu thông của máu ở trong mạch nó kém đi, tức là giảm cái sự tuần hoàn. Đó là cái hậu quả thứ nhất. Rồi thứ hai là khi có giảm tuần hoàn thì máu không tới tim được, hay là tới cái não được, hay là tới các bộ phận khác được. Thì nếu mà không tới tim được đó thì thưa quý vị, nó sẽ đưa tới cái trường hợp mà gọi là cơn đau tim. Hoặc là nếu không có máu lên não thì nó sẽ đưa đến tai biến động mạch não. Thì đây là hai cái rủi ro quan trọng, hay là hai cái hậu quả quan trọng của cái trường hợp cao cholesterol. Bây giờ chúng tôi xin đề cập tới những cái chất béo nào mà nó có cái tác dụng tốt cho trái tim của chúng ta. Là các loại dầu ô liu, dầu canola, vân vân, là những cái loại dầu thực vật mà chúng ta sử dụng. Hoặc là quý vị có thể sử dụng trái bơ, tức là trái avocado đó, nó cũng có một tác dụng tốt. Cá, trong cá thì nó có nhiều cái loại omega 3 fatty acid, là cái loại chất béo rất tốt. Nó có thể làm giảm cái LDL cũng như là cái cholesterol ở trong máu của chúng ta. Và đậu nành là một cái món ăn rất là bình dân, rất là phổ biến và cũng có rất nhiều những cái ích lợi cho sức khỏe, đặc biệt là nó có thể làm giảm cái cholesterol trong cơ thể của chúng ta. Còn những cái chất béo mà nó có tác dụng xấu với trái tim thì trước nhất thì chúng tôi xin nhắc là cái dầu dừa. Vâng, thưa quý vị, ăn một cái bát chè mà có một chút xíu dầu dừa, nước dừa vào đó thì nó ngon lắm. Nhưng mà trong đó thì có rất nhiều chất béo bão hòa ở trong đó. Tất nhiên là dầu dừa không có cholesterol nhưng mà có nhiều chất béo bão hòa. Những loại thịt đỏ, thịt dăm bông, thịt heo, muối, vân vân, là những thứ mà nó không tốt đối với lại cái trái tim, cũng như là cái sữa nguyên chất. Vì thế cho nên sữa bây giờ người ta có những cái loại gọi là skim milk, tức là trong đó người ta giảm bớt cái chất béo đi rất nhiều. Rồi bơ, thưa quý vị, cũng là những thứ mà nó không có thân thiện lắm với cái trái tim của chúng ta. Quý vị cũng thường nghe tới cái loại gọi là trans fat, tức là cái loại chất béo mà trong đó người ta cho thêm một cái phân tử hydrogen vào để cho cái chất béo nó trở nên cứng, và như vậy người ta có thể để dành lâu được. Nhưng mà thưa quý vị, những cái chất béo đó lại là những cái chất béo nó rất xấu đối với cơ thể của chúng ta. Và ở bên Mỹ, những cái tiệm mà gọi là bán những cái thực phẩm fast food đó, là họ sử dụng rất nhiều chất béo. Nhưng hiện nay thì chính quyền Mỹ người ta đã yêu cầu những cái cơ sở đó giảm cái chất béo. Thí dụ như ở trong khoai chiên, french fry, nó có rất nhiều trong các loại kẹo hoặc là các loại bánh khô đó, thì cái loại chất béo xấu là trans fat nó có rất nhiều ở trong đó. Bây giờ thì chúng tôi dùng một vài cái hình ảnh để mà diễn tả cái rủi ro do cái cholesterol khi nó nhiều. Thì bình thường quý vị thấy rằng thì là cái mạch máu của chúng ta nó trơn tru, không có cái gì nó bám vào đây, thành ra máu có thể mà lưu thông một cách dễ dàng,
thành như nó thiên thu tất cả. Ngược lại, khi mà có những cái cholesterol nó bám vào cái thành động mạch như thế này thì tất nhiên nó làm giảm cái lưu lượng máu lưu thông, tức là nó hẹp ở đây, thành ra máu không lưu thông được nữa. Và vì thế cho nên máu tới các cơ quan đều bị gọi là giới hạn hết sức. Cao cholesterol sẽ đưa tới tai biến động mạch não, bệnh tim và các bệnh mạch. Trong cái vấn đề điều trị thì thưa quý vị, có rất nhiều loại thuốc để điều trị cholesterol. Nhưng tôi xin nhấn mạnh thế này, là cái thuốc đó nó cũng có thể gây ra một số những cái rủi ro cho cơ thể của chúng ta. Thành ra có rất nhiều cái loại thuốc để điều trị cholesterol. Và những cái chất đó đó thì thưa quý vị, chúng ta phải sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Thứ nhất là tại vì có những cái tác dụng phụ, và thứ hai là cái liều lượng đều cần phải được gọi là thích nghi với từng hoàn cảnh được. Và xin chào tạm biệt, chia tay. Xin kính chào quý vị.